愿望是度过那些远浪，找个会呵护我，叫我不用每日夜放。愿望是受过那些碰撞，找个会搀扶我，再许下以后盼望。现实是共你也很快乐，不过那感情差，见那高或更热烈放。现实是是我刻意埋藏，藏起真相该怎跟你讲？ 越真情爱护我，越真情爱我，越真情信任我。无论我无论我无论那么多，如可以接受我，如不介意我，不来坦然，不来或者不要装，如不会放下我，越想利用我，能否去说服我？其实你没有看清楚，仍一意向着我，如不理对错，假如可我都有是否可以来过？ Cô đo tỉ mỉ như vậy chắc chắn sẽ rất vừa vặn. Lát nữa đo sai làm ông mà không thoải mái, khiếu nại tôi thì sao? Với người đẹp, thước đo của tôi cũng rộng lắm đó. Ủa, ông tưởng hình như ông đã mập hơn. Bởi vì dạo này tôi ăn khô nhục nhiều quá, để tôi hóp bụng là được rồi. Món dầu mỡ thỉnh thoảng ăn một lần thì được, nếu không mập tới không thể cột dây dài thì không nên. Đôi giày này do cô chọn giùm tôi mà. Tôi không cột được, cô cột giùm tôi là được rồi. Cũng được. Tôi còn có thể giúp ông nhiều thứ lắm. Ông nói là được rồi. Xếp lại, KOL Mai Bích Ngọc đó đang bước tới, có cần chặn cô lại không? Có thể cô hẹn với ông Tưởng tới đây gặp mặt đó. Nhưng mà cô cậu có vẻ tức tối lắm, có chút không ổn. Không có gì đâu, cổ và ông Tưởng từng lên trang bìa, có thể chỉ muốn thủ thỉ nhõng nhẽo vậy thôi. Nè, mọi người đừng cản trở ông Tưởng gặp bạn gái nha, cho cổ vô đi. Hoan nghênh quý khách. Anh Thiên à. Ông Tưởng à, làm xong tôi sẽ gọi cho ông. Cảm ơn. Sao gọi mà anh không trả lời vậy? Anh bận nên không trả lời thôi. Sao anh rảnh tới thử đồ? Hẹn anh ăn cơm hoài mà cũng không chịu. Rõ ràng anh tránh mặt em. Nè, em nên làm rõ một chút nha. Anh làm bất cứ chuyện gì cũng không cần trình bày với em đâu. Em đâu có nói là quản lý anh đâu. Cô Mai à, mong cô đừng làm phiền ông Tưởng. Ở cửa bên kia mời cô. Nè, đừng đụng tôi nha. Anh đụng tôi là anh sầm sỡ. Hả? Nè, mong cô đừng tiếp cận ông Tưởng nữa. Tôi thích như vậy đó. Gần hơn một chút thì sao? Đụng tôi đi. Hãy đụng tôi kiện anh ở tù. Đã nói không được đụng tôi rồi. Đau quá đi. Buông tay ra. Không muốn đợi. Đứng yên. Buông ra. Anh Thiên. Đau quá đi. Anh Thiên. Cô có biết tôi là ai hay không? Tưởng Định Thiên. Ông Tưởng không sao chứ? Yên tâm, ông Tưởng không sao. Đi đi. Báo cảnh sát đi. Ồ. Thực ra trước khi Mai Bích Ngọc bước vào, Đặng Khải Hoa đã ở trong đó rồi. Thực ra chỉ cần để ý một chút đều cảm thấy hắn có vấn đề. Thực tế hắn không phải đang coi đồ. Suốt quá trình hắn đều theo dõi Tưởng Định Thiên. Bây giờ cảnh sát đang điều tra người đàn ông đó tìm động cơ tấn công Tưởng Định Thiên. Còn chuyện cô gái đó quấy nhiễu, thực ra có thể né tránh. Rõ ràng lần này là do đồng nghiệp bảo vệ vòng trong và đồng nghiệp bảo vệ vòng ngoài, thiếu sự trao đổi đầy đủ. Tôi cho thiết nhân vật phát hiện cô gái đó không ổn lập tức báo ngay cho sếp lại. Nè, lúc trước ông Tưởng coi cô gái đó như thượng khách, chúng tôi không biết họ trở mặt hồi nào.
Không lẽ sau này ông chủ tán tỉnh cô nào có quan hệ gì với họ? Đó giống như thiết nhân vậy, cái gì cũng ghi vô sổ hết. Nè khoan đã, tên này có lai lịch gì, lấy tư cách gì bắt tất cả mọi người ngồi đây nghe hắn dạy dỗ chỉ rõ vậy chứ? Anh Dương Nhật Chính từng là thành viên của G4 và SDU của cảnh sát, cũng từng làm chủ quản của ba công ty vệ sĩ lớn. Lần này tôi mời anh về đây là phụ trách cố vấn đặc biệt, phụ trách kiểm tra sự ổn thỏa và an toàn trong cách sắp xếp bảo vệ ông Tưởng. Vậy tức là sao? Bây giờ kêu người về theo dõi chúng tôi làm việc sao? Tôi chỉ đưa ra đề nghị cải thiện thôi. Ban gia cũng gật đầu rồi. Ai ngồi ở đây cũng là người trong nhà, ai nấy đều chuyên nghiệp, nên coi như là trao đổi lẫn nhau thôi, cũng là một việc tốt mà. À, vậy cũng ok. Cảnh sát điều tra được người này tên là Đặng Khải Hoa, lao xe cho khách ở lề đường Thượng Hoàng. Gia đình hắn nói hắn bị rối loạn nhân cách, suy nghĩ rất dễ lao vào bế tắc. Liên quan gì tới tôi? Theo lời cảnh sát nói, lúc hắn lao xe, nhìn thấy ông và vệ sĩ của ông đi ngang, có người làm rớt một đô, hắn định lượm lên cho ông. Ai ngờ ông không nhận đã đành, còn xô hắn ra. Có chuyện đó sao? Tôi không nhớ nữa. Nhưng hắn không có ý làm hại ông, hắn chỉ muốn cầm hũ tiền lẻ đó ném cho ông để trút giận thôi. Người dư thừa luôn có những suy nghĩ dư thừa đó. Cũng không hẳn là dư thừa, chính vì sự xuất hiện của anh ta phản ánh chuyện bảo vệ ông có kẻ hở rất lớn. Lúc trước anh Chính và tôi từng cùng vệ sinh ra tử trong ngành cảnh sát, anh có kinh nghiệm lắm. Ý kiến của anh tuyệt đối đáng để tham khảo. Nói nghe thử đi. Bây giờ nhóm người bảo vệ ông, khả năng quan sát và khả năng phán đoán đều rất thấp. Gặp chuyện bất ngờ, khả năng ứng phó không đủ. Nhưng quan trọng nhất là trong trao đổi đã xuất hiện vấn đề rất lớn. Bởi vì an ninh phải đạt tới không một kẻ hở, nhất định phải có kế hoạch chu đáo. Nếu như ông làm theo sở thích, sẽ tăng thêm áp lực của an ninh. Nè, anh đảo một vòng lớn, tức là nói tôi có vấn đề. Hả ông Tưởng, ý của anh không phải như vậy. Bà Tưởng. Chào anh. Em làm cái gì vậy? Nhà bếp đang sửa chữa, anh không thích mùi sơn mà, cho nên em kêu Hạnh đốt chút sáp thơm để bay mùi. Để tản ra đi chị Hạnh. Dạ bà chủ. Nó nãy giờ cũng khát nước rồi, uống ly nước trước đi. Cảm ơn bà Tưởng. Cảm ơn bà Tưởng. Không có gì, không phiền mọi người nữa, có gì cứ việc gọi tôi. Anh à. Ra ngoài đi, ra ngoài đi, anh có chuyện cần bàn. Trung Thu, lúc nãy anh nó có chuyện quan trọng muốn nói với tôi mà. Nè, nhân lúc anh ta ở đây, nói mau đi, nếu không là đó chúng ta không trao đổi gì. Ông Tưởng à, ban đầu tôi tưởng đâu là chọc phá, cho nên không nói cho ông biết. Nhưng mà tuần trước tôi nhận được bức thư thứ hai, cho nên chuyện này không còn đơn giản nữa. Nè, nếu muốn dọa tôi có thể email cho tôi mà, có cần chiêu trò giả giấy này không chứ? Cái gã này, một là thích coi phim lắm, hai là không biết sử dụng vi tính. Anh chắc chứ? Tôi đoán thôi. Không cần căng thẳng quá, lẫn trốn đi chơi những trò cắt giấy dán hình này lá gan lớn mấy cũng có hạn thôi. Hai bức thư đều có mùi nước hoa. Là phụ nữ hả? Chào ông Tưởng, tôi chở bà Tưởng đi cắt tóc. Chị Hạnh có làm bí đao tìm cho mọi người. Tối nay anh có về nhà ăn cơm không? Em kêu chị Hạnh ngâm sẵn tổ yến để tráng miệng. Chưa biết, quyết định sau đi. Ồ. Cháy nhà, ông Tưởng. Chạy đi nào vậy? Phòng sách kìa. Xếp lại, ông Tưởng đi trước đi. Thiên Nhân báo cảnh sát, mở tìm chỗ an toàn đi, mở lên. Dựa theo điều tra ban đầu của sở cứu hỏa,
nguyên nhân quả quạng là sáp thơm trong phòng sách làm cháy vật dụng thiết bị. Phát hiện có 2 nguồn lửa ở hiện trường, 4 ly sáp thơm, có 2 cái bị rơi xuống đất. Cái chính là vị trí của cả hai đều không gần cửa sổ. Hôm nay có người nào ra vào biệt thự hay không? Tôi đã coi lại camera. Ngoại trừ người làm và tài xế của nhà họ Tưởng, trước sau tổng cộng có 8 công nhân xây dựng từng ra vào biệt thự. Chủ yếu họ làm việc trong nhà bếp. Vậy những công nhân xây dựng đó có đáng nghi không? Tôi đã điều tra lai lịch của 3 người này. Cả 3 người họ đều trong sạch, không có gì đáng nghi. 3 người, vậy còn những người khác? Tôi không rõ. Tôi chỉ nhận lệnh của sếp lại, điều tra 3 người này. Anh chỉ đăng ký 3 người thôi sao? 5 người còn lại thì sao? Thiết nhân canh chừng cửa chính mà. Cậu ta đăng ký bao nhiêu tôi làm sao biết? Xem lại camera thì những công nhân khác ngồi xe thông qua cửa sau biệt thự để vào. Phù Tuấn ngồi ở trong văn phòng cũng biết. Anh là sếp bảo vệ mà, không ngờ lại không biết. Phần tôi phụ trách đã nói xong. Vậy đi ha. Nè, anh bỏ đi như vậy sao? Bây giờ ông Tưởng nhận được thư hăm dọa. Sao an ninh của mọi người vẫn còn nhiều kẻ hở như vậy? Nè, bây giờ thiết nhân đang rất cố gắng để kiểm tra bưu kiện giao tới và người ra vào. Nhưng điểm chính của hôm nay chính là thời gian biểu hôm nay vốn dĩ không có sắp xếp sửa chữa. Tại mà Tưởng đột nhiên kéo đám công nhân tới nhưng lại không báo cho chúng ta biết tăng cường lực lượng. Nè, một mình thiết nhân làm sao phụ trách được nhiều việc chứ? Báo cáo đề nghị của Dương Nhật Chính anh cũng có phần đó, rảnh rỗi thì đọc đi. Trên đó đã ghi rõ chủ quản an ninh có trách nhiệm giải thích mọi chuyện với khách hàng. Trước khi chưa thông báo rõ thì không được thay đổi hành trình và hoạt động. Nếu anh chịu trao đổi với bà Tưởng, chưa chắc bà ta sẽ gọi công nhân tới. Cho dù bà ta cương quyết, anh cũng có thể linh hoạt mà, kêu thêm người tới phụ là được rồi. Những chuyện này cũng bắt tôi nói với anh về nhà học thôi. Anh đừng dùng những báo cáo dở hơi này để nạt nộ tôi. Dương Nhật Chính đáng là gì chứ? Luận binh trên giấy, tôi mới là người đỡ đạn giùm chủ của anh đó. Đỡ đạn thành cần phải. Tới giờ tôi gặp ông chủ rồi, vậy đi. Alo anh Chính hả? Có rảnh ăn cơm không? Tối nay đi, tới chỗ với em tìm tôi. Vậy đi. Chào. Xin chào anh Hạ. Trang điểm bên này. Gì chứ? Hèn gì, vừa hẹn anh đã nhận lời tôi. Thì ra là có mục đích hả? Anh tự động nộp mạng mà, đành chịu thôi. Yên tâm đi, anh ăn ảnh như vậy bảo đảm anh sẽ chụp rất đẹp trai. Đọc theo kịch bản là được rồi. Chà, kịch bản cũng có rồi sao? Chẳng phải là thông đồng hả? Giờ anh đã ra đi bấy lâu rồi, tôi nghĩ chị cũng rất muốn anh tìm một người có thể chăm sóc cho anh trọn đời. Tin tôi đi, anh cứ đọc theo, rất có sức thuyết phục. Cũng được. Chào các bạn, tôi tên là Hạ Trung Thu. Và năm nay tôi được 45 tuổi. Còn nghề nghiệp của tôi, nghề nghiệp là trợ lý riêng của tổng giám đốc tập đoàn, với lại vệ sĩ của ông ta. Và còn về phía tính cách của tôi thì tôi hướng ngoại, với lại có một chút mắc cỡ. Với lại tôi cũng rất siêng năng làm việc, với lại tôi rất thích trao đổi. Hai người cười xong chưa vậy? Anh giỏi quá, anh thử đọc một lần cho tôi coi đi. Tôi đã làm rồi. Tôi thiệt không tin anh. Cô phát đoạn quảnh cho tôi coi đi. Tôi không tin anh ta không cả lắm. Được. Lát nữa tôi cho anh xem. Hay là làm lại một lần nữa trước đi. Mọi người đều nói quay phim là một sự khởi đầu, đám cưới là điểm kết thúc. Tôi muốn nói suy nghĩ của tôi đối với hôn nhân. Bởi vì nếu yêu một người thì cần sự can đảm nhất thời. Nhưng muốn bảo vệ một cuộc hôn nhân thì suốt đời phải dốc hết toàn lực. Ngoài ra có người nói đám cưới là thành thân, thành thân tức là trở thành người thân. Nếu như tình cảm của hai người bó buộc sâu sắc như vậy, giống như người thân vậy, vậy đám cưới hay không thì có liên quan gì? Sao kịch bản của anh quay hơn tôi vậy chứ? Thật ra kịch bản của anh cũng không khác tôi cho lắm đâu. Anh đó, thực tế anh không hề đọc theo kịch bản, ngẫu hứng phát huy. Anh chỉ nói tùy tâm thôi. Cũng phải, anh chưa quay là đã nể mặt lắm rồi. Gần đây tôi bỏ tiền lại bỏ công, tìm hết tất cả những đàn ông có tiềm năng xung quanh tôi để quay phim giùm cho tôi. Nhưng mà mỗi một cô gái chờ cưới đều trông chờ sẽ gặp một người bạn trai chất lượng cao. Nè cô à, câu nói này của cô có phải nên nói với tôi hay không? Xin lỗi nha, tôi đi vệ sinh đã. Tôi thấy cô Jen là một cô gái tốt, không hề đeo bám, lại tài giỏi, lại đẹp nữa. Anh đó, thiệt tình đừng có bỏ lỡ. Anh muốn tìm hả? Tôi kêu cổ giới thiệu cho anh cô. Những chuyện duyên số trước giờ tôi không có nhờ người khác. Tôi đang nói anh đó. Hai người quen nhau hơn một năm rồi,
ghen là môi giới hôn nhân, nên bản thân cũng phải có chồng thì mới có thể đánh bóng tên tuổi chứ. Anh biết tôi không tin hôn nhân mà. Biết, nhưng mà tôi muốn anh biết là anh chưa thử sẽ không bao giờ hiểu. Anh nghĩ coi, bình thường làm việc cực khổ, về tới nhà có một cô gái đợi anh là một chuyện hạnh phúc đến cỡ nào. Tôi định ăn bữa này với anh trong vòng 2 tiếng thôi. Dùng đề tài gì để phối hợp anh tự suy nghĩ đi, tôi sao cũng được. Nhà của ông Tưởng bị quả hoàng. Chà, anh yêu à, nói cho anh biết chuyện này nè. Nhưng mà anh nghe xong á, không được danh mặt nha. Đoạn clip lần trước anh quay á, tung lên group chưa đầy một tiếng thôi thì trời ơi, mấy chục thành viên đòi gặp anh đó. Ha, nên khen anh hay là khen bản thân em có tầm nhìn đi. Có ai nói cho anh biết đàn ông đang tập trung làm việc rất là dễ thương không? Nhìn qua đây trước đi. Được, không đếm xỉa. Ê, để coi anh tập trung được bao lâu. Alo, có suy nghĩ gì không? Anh biết chắc tôi có coi báo cáo đó sao? Nhà họ Tưởng bị quả hoạn liên quan gì tôi? Cả bữa cơm đi, bây giờ anh đang coi. Mười mấy năm trước tôi một dáng đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Không cần cá nữa, anh mời chắc bữa cơm này rồi. Biết trước anh có hứng thú mà. Phần đọc hiệu đó chừng nào nộp được đây? Cho tôi 2 tiếng đi. Thôi đợi anh. Hay là Hạ Trung Thu kêu anh làm việc hả? Nói cho anh biết, em mới là lớn, anh chỉ là nhỏ thôi. Anh biết. Bản báo cáo phân tích kẻ hở an ninh của Dương Nhật Chính cũng rất tường tận. Hơn nữa đề nghị cải thiện cũng rất là hợp lý. Đúng là được lắm. Cải tổ đội an ninh, tăng cường kỹ thuật lái xe mang tính phòng ngự, yêu cầu ông chủ phối hợp huấn luyện. Tôi nghĩ những chuyện này cho dù xếp lại đọc xong cũng sẽ đọc xong rồi quên. Anh lại cũng chuyên nghiệp lắm. Bố trí hành động, bản thân anh sẽ phán đoán. Nếu như anh có khả năng phán đoán thì sẽ không xảy ra sự kiện Mai Bích Ngọc và biệt thự bị quả hoạn, cộng thêm thứ đe dọa, nguy cơ tăng cấp. Ông cảm thấy dựa vào anh ta thì có thể hoàn toàn bảo vệ được ông Tưởng sao? Cậu muốn tôi mời Dương Nhật Chính tới phụ giúp. Nhưng con số thì tuy là đã ký hợp đồng, đột nhiên tăng cường nhân sự, chi tiêu cũng tăng lên. Nhưng mà nếu bớt chút lợi nhuận, có thể giành lại niềm tin của ông Tưởng. Dưới trướng của ông Tưởng có nhiều cơ ngơi, lại có nhiều bạn bè, lợi cho ông rồi. Nè, không phải tôi chú trọng những con số lẻ về tuyển dụng. Chẳng qua chỉ là chuyện an ninh, chưa bao giờ tôi xen vào. Đúng, dùng người không nghi chứ gì. Hợp đồng với ông và ông Tưởng còn nửa tháng thì kết thúc rồi. Tôi không ngại chịu cực một chút, coi thêm một lát. Cậu Thu, đừng nói vậy. Chúng ta hợp tác thôi, chuyện đâu còn có đó. Chắc chắn có cách giải quyết. Vậy có tốt hơn không? Nè, ý kiến tôi nêu ra rồi, ý tưởng cũng cho ông rồi. Làm thế nào, làm ở đâu, làm hồi nào do ông quyết định. Nhưng đừng nói tôi không nhắc nhở ông. Không phải ai cũng có thể tuyển ảnh đâu à. Đúng là không ngờ. Tưởng đâu ban gia gọi chúng ta tới là kiểm điểm thể diện, thì ra là đánh bóng gậy với ổng. Dương Nhật Chính. Chà, anh ta tới đây tức là vừa được ăn vừa được chơi, còn được có phim nữa. Chào, tới rồi xong. À, chúc quà mọn ông Trang. Ờ, sao khách sáo vậy, cảm ơn. Chị Liên, sao trễ quá vậy, đang đem tham gia với chúng tôi đó. Chơi bóng gậy à, tôi không biết. Cậu thông minh như vậy, tập một lát là rành ngay. Đưa bạn gái đi uống nước trước đi, lát nữa chơi chung. Cũng được. Rất bên kia tôi còn nhiều lắm. Ê, chú ơi, cái túi của tôi kìa. Xin lỗi nha, mọi người cứ nói đi. Ờ, cái túi của tôi. Cô đúng là giỏi lắm nha. Tôi đã chờ hơn nửa năm cũng không mua được. Vừa nói với cô thì lập tức có liền. Tôi có học trò làm ở đó, cũng có thể quyết định lắm. Vậy từ nay tôi không cần xếp hàng nữa. Tôi muốn mua cái gì lập tức gọi cho cô. Được. Hôm nay nóng nhiệt lắm. Chơi bóng gậy hả? Có vẻ như vui lắm. Nếu cô không bận công gì thì chơi chung. Cũng được. Cô là gia chủ, cô đi lo đi. Tôi tự giải quyết được rồi. Ừ. Đúng là anh đoán không sai. Trung Thu muốn tìm anh giúp đỡ. Anh không nghĩ bằng công việc lại rình rang tới như vậy. Có phải cái này gọi là thành ý không? Em có vẻ vui mừng lắm hả? Đương nhiên là vui rồi. Có người biết trụng dụng bạn trai của em mà không vui sao?
gì à? Sao dì lại kêu cô gái đó tới đây? Cô mang cái túi tới cho dì thôi, không lẽ qua cầu liệu rút dáng sao? Sao hả? Hai đứa là bạn học mà. Tụi con không cùng khoa, không thân đâu. Sao con không ưa cổ gì? Cổ đó, năm ngoái tổ chức giáo trình huấn luyện cuộc sống gì đó. Thật ra là dạy những cô tham tiền làm sao câu cá lớn. Đó dì coi, lấy xuống người ta rồi. Bạn của con biểu môi hết rồi. Hay, bỏ đi, lâu lâu một lần cùng lắm lần sau không kêu cổ. Dì đem cất túi trước đã. Lần sau đừng gọi cổ nữa. Anh Chính. Hả? Người này là Phù Tuấn, con rể của ông Trang, chủ quản bộ phận điều tra của công ty. Còn người này là... Dương Nhật Chính chứ gì? Tôi đã xem qua báo cáo của anh. Vậy sao? Toàn bộ báo cáo, tôi thích nhất một câu. Làm vệ sĩ quan trọng nhất không phải thể lực, không phải kỹ năng, mà là tâm trạng. Tâm trạng không tốt, làm gì cũng không thành công. Ý, trễ lắm rồi, có ai thấy sếp lại không? Không biết nữa, chắc là không tới. Ảnh không thích chơi bóng gậy, ba đâu có kêu ảnh. Không phải chứ, sao anh Ban lại không kêu ảnh như vậy? Mời bao nhiêu người cũng không mời ảnh. Anh chơi bóng gậy giỏi lắm hả? Tôi không biết. Sếp Lê, sếp Lê. Rời khỏi ngành lâu rồi, không cần chào đâu. Không gặp lại gặp sếp ở đây. Cậu quên lúc trước tôi từng làm cố vấn cho ban gia sao? Nghe nói hai người đang làm cho ảnh. Có tương lai đó. Thật ra cũng chưa hẳn, hiện giờ chúng tôi vẫn... Tuy ban gia không trong nghề, nhưng mà ảnh tin chuyên nghiệp. Chỉ cần tin cậu, sẽ yên tâm giao cho cậu làm, cho cậu toàn quyền giải quyết. Ông chủ tốt như vậy, biết tìm ở đâu ra chứ. Chủ tốt hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn nhân duyên tốt. Nếu không sếp và cậu Thu cũng không nể mặt ổng tới như vậy. Nè, hôm nay tôi thực sự tới để chơi banh thôi. Có chuyện gì vui vậy? Anh tới rất đúng lúc, chúng tôi đang nói điểm thú vị của cricket thôi. Chính vì môn thể thao này chú trọng tinh thần đồng đội và khả năng đoàn kết. Thử đi. Tôi chưa chơi bao giờ. Yên tâm đi, cậu từng lái máy bay, cũng từng lái tàu. Cầm khúc gỗ không khó với cậu đâu. Thì đó, đâu phải chính thức thi đấu. Coi như tập luyện thử đi. Cứ thử đi. Bảo đi. Đi. Được. Cơ thể di chuyển như vậy là được rồi. Đúng rồi, ok. Thật ra bóng gậy chơi như thế nào? Nói một cách đơn giản, người đánh banh không thể để trái banh đánh sập hai khúc gỗ ngang trên ba thanh gỗ đó. Cũng không thể để trái banh đánh trúng mình. Anh phải đánh trái banh giăng đi càng mạnh càng tốt. Không đơn giản như đang nhìn đâu. Tập trung một chút, mạnh tay đánh đi. Đánh tốt lắm. Luôn có hợp đồng Trang kiện ban cũng chuẩn bị sẵn rồi. Xem ra ổng cần anh lắm. Chà, báo trước 7 ngày thì có thể nghỉ việc, nhảy việc cũng không cần chờ hết hạn nữa. Điều kiện tốt như vậy sao? Đáng ký lắm á. Nếu ký thì tháng sau không thể đi du lịch Bali đó nha. Ấy, trong này có ghi rõ, chỉ cần qua giai đoạn thử việc á, trong nửa năm có 2% hoa hồng. Tới lúc đó du lịch châu Âu cũng còn được, không cần đi Bali. Sao em thay đổi nhanh vậy? Cái gì chứ, có sao nói vậy thôi mà. Điều kiện của hợp đồng này rất tốt, chắc chắn họ rất là cần anh. Là Trung Thu nói cho em biết cậu ta cần anh, hay là em nhận hoa hồng của Anson? Em không rảnh quan tâm tới vợ nhỏ đó của anh đâu. Còn Anson á, nếu cậu có lợi ích cho em á, em không ngại nhận đâu. Mới quen một ngày thôi mà hợp ý vậy sao? Làm bạn với những người giàu có như cổ, ít nhiều gì cũng rất hợp ý. À phải, lúc này người ta hỏi em là gì của anh, em đã suy nghĩ rất là lâu. Em nên trả lời như thế nào? Cần gì suy nghĩ, cứ thẳng thắn trả lời cổ. Mắc mớ gì cô vậy đi? Không được, bất lịch sự quá. Em cần phải trả lời cổ. Là người phụ nữ của anh. Cũng được. Hả? Thật sao? Anh cho em nói như vậy hả? Chưa bao giờ anh nghi ngờ em là phụ nữ. Em thấy không tức cười chút nào. Gom luôn quần áo ngày mai đi làm qua chỗ em. Em dọn cà vạt giùm anh. Nệm giường của anh hiểu gì vậy? Sao có vẻ êm hơn cái của em rất nhiều vậy? Em đi mua với anh mà em quên rồi sao? Thật ra hay là tối nay đừng đi tới đi lui nữa, em ngủ lại đây được rồi. Không được, đã thỏa thuận với cô, cả hai đều không được dẫn nhau về ngủ qua đêm. Nhưng mà chuyện này có thể sửa lại mà, phải không? Tới chỗ của em sống thế giới riêng chẳng phải hay hơn sao hả? Không sướng được bao lâu đâu. Hình như chủ nhà muốn lấy lại căn nhà để ở, em lại tìm chỗ dọn nữa. À phải, em dọn tới đây là được rồi. Vì sao anh cũng có hai phòng mà. Em muốn ngủ chung với cô sao?
anh phải hỏi cô có chịu không. Cô không chịu thì chúng ta cùng dọn ra ngoài ở luôn. Lập tức tìm ngay có hiệu quả vậy sao? Nè, có rồi. Căn hộ dịch vụ. Ở một mình không cần dọn dẹp, ở bao lâu tự quyết định thích hợp với em rồi. Sao ăn gian vậy? Rõ ràng anh nghe em nói hai người cùng dọn ra ngoài ở mà. Anh cũng sẽ tới mà. Hai người ở chung khác vô cùng, anh có hiểu không? Em có thể gặp anh mỗi ngày hay không? Biết rồi. Rosanna, để anh giới thiệu một người với em. Người này là Dương Nhật Chính, người này là Rosanna. Ban gia, xin chị Na, xin chào. Bắt đầu từ hôm nay, cậu Chính sẽ là Project Coordinator của chúng ta. Từ đây chúng ta hợp tác vui vẻ. Project Coordinator tức là gì vậy hả? Chuyên viên quản lý dự án. Là giám đốc phát triển dự án, thực ra là quản lý cái gì chứ? Có phải chỉ lo dự án, những chuyện khác không cần lo không? Nè, thật ra có phải là cao cấp hơn cả sếp lại không vậy? Xin chào sếp lại. Xin chào sếp lại. Thái độ. Lát nữa tôi còn đồng nghiệp nữa sẽ tới làm. Dịch hạo nhiên chứ gì, tôi biết rồi. Cảm ơn. Ban gia, ông có nói nếu tôi cần nhân sự gì thì ông sẽ cố gắng đáp ứng mà. Tôi muốn coi hồ sơ của các đồng nghiệp vệ sĩ khác. Không thành vấn đề, Rosanna sẽ đưa cho cậu. Khoan đã, chuyện sắp xếp nhân sự có phải tôi nên biết không? Tôi định lát nữa mới nói với cậu. Em có sắp xếp phòng rồi mà, đưa cậu Chính qua bển, luôn chỉ nằm quen môi trường đi. Đi theo tôi. Nè ban gia, lần trước ông nói anh ta chỉ tới trao đổi giao lưu thôi, không ngờ bây giờ có luôn hồ sơ công ty chúng ta. Vậy tức là sao chứ? Tôi nghe điện thoại đã. Alo. Nè, đây là phòng giải lao của nhân viên, anh thích sử dụng lúc nào cũng được. Nào, tôi muốn coi ghi chép công việc của bộ phận an ninh, không biết có thể lấy. Không thể được, anh là quản lý dự án thôi. Phạm vi công việc của anh là tập trung vào dự án, những chuyện ngoài dự án có sếp lại phụ trách, anh không cần bận tâm nữa. Nè, đây là phòng của anh. Phòng ở ngoài đều có người ngồi hết rồi, còn lại phòng này thôi. Hy vọng anh không ngại. Làm việc thôi, ngồi đâu cũng vậy mà. Vậy thì tốt quá, tôi có việc làm, anh tự nhiên đi nha. Không biết anh Chính sẽ chọn ai vào tổ của mình nữa. Anh giỏi như vậy, được anh chọn là toàn người Chiến. Nè, tôi cảm thấy chắc chắn không chọn anh. Anh nhìn bụng phải của anh kìa. Bên ngoài thô thiển thì sao, bây giờ chú trọng đầu óc mà. Lại đừng nói nhảm với tôi nha. Mọi người muốn theo ta lắm sao? Nhanh lên, đăng ký với tôi sẽ thả người ngay. Làm việc cái đã. Làm việc. Anh rể của em cũng kỳ, tự nhiên đi tìm một gã về đây, giúp được chuyện gì sao? Anh rể vì muốn giữ khách hàng lớn như Tưởng Đình Thiên, động tác giả cũng phải có. Nhưng không sao, em đã sắp xếp cho anh ta ở phòng trong cùng nhất, chỗ đó luôn cả cửa sổ cũng không có. Với lại máy vi tính, là bàn, tất cả đều là đồ cũ. Môi trường như vậy em tin chắc ở không lâu đâu. Anh ráng chịu vài tháng đi. Trong công ty này á, người thông minh nhất chính là em đó. Trước giờ em luôn cảm thấy anh mới là tốt nhất. Nè, ai sắp xếp cho cậu căn phòng này vậy? Bàn ghế thì cũ, lại không có cửa sổ, kiếm phong cảnh để ngắm cũng không có. Cậu thường xuyên tới sẽ có cảnh ngay. Có cần tôi nói với ban gia một tiếng hay không? Không cần, tôi có một trung thu to tướng ở đây, ngắm trăng cũng đủ rồi. Biết nói đùa tức là không có gì, nhưng mà cũng đúng lắm, giữ thái độ đó bọn họ không làm gì được cậu đâu. Tới làm việc thôi mà, đâu phải tới chơi trò chơi. Nhưng mà bây giờ ban gia phiền lắm, đối mặt với sếp lại đó nhức đầu quá. Có sao? Anh ta là quản lý dự án, còn tôi là giám đốc an ninh, giai cấp không rõ, quyền hạn không rõ, từ nay làm sao phân công chứ? Anh không cần bực tức như vậy, ngồi xuống đi. Anh bản lĩnh cỡ nào tôi biết rất rõ. Bình thường anh làm việc tôi đều tin anh, không bao giờ quản anh. Ông tin tôi sẽ là kêu Dương Nhật Chính đó về. Anh cũng biết ông Tưởng phiền phức cỡ nào. Bây giờ có thêm người chịu giùm anh chẳng phải tốt hơn à? Dương Nhật Chính chỉ phụ trách an ninh của ông Tưởng, mọi chuyện trong công ty vẫn do anh toàn quyền quản lý. Nè ban gia, ông nói đó nha, em nghe rồi. Hôm nay mỗi một câu ban gia nói ra ghi lại cho anh, tốt nhất là không sót một từ nào. Ok. Xin chào, có thể giúp được gì cho anh? Xin chào cô, tôi tên là Dịch Hạo Nhiên, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Hello, chào anh, anh theo tôi qua đây. Cảm ơn. Chị Na, người này là đồng nghiệp mới. Chào cô, tôi tên là Dịch Hạo. Tôi biết rồi, đưa cậu ta tới phòng của sếp Dương đi. Dạ biết. Anh Chính, anh Thu.
Để tổ của anh định hình xong chúng ta mới họp đi. Được. Đi nghe. Ừ. Bye anh Thu. Phim ảnh chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Vô phòng thôi. Không biết tiêu chuẩn lựa chọn của họ là gì nữa. Có khi nào là thi phản ứng nhanh, hỏi những câu IQ rất khó không? Giống lắm. Suy nghĩ nhiều quá làm gì. Cậu Kiệt ra đây hỏi cậu ta sẽ biết ngay thôi. Ừ. Sao hả? Rắc vậy, rắc vậy. Ê Kiệt, Kiệt, Kiệt à, sao hả? Ngồi xuống đi. Nè nè, họ nói gì vậy hả? Nè, cũng phức tạp lắm đó. Không phải câu thông thường. Tóm lại, nè Thiết Nhân à, tới lượt cậu. Cố lên, đi đi. Coi phim cái đã. Dạ được. Đúng rồi. Cậu nhìn thấy cái gì? Trong đoạn phim tổng cộng có 5 nam 3 nữ đi ngang qua. Một trong số đó là người quốc tịch Ấn. Còn một phụ nữ chân phải có vấn đề. Bởi vì nhìn cổ đi khập khiễng. Còn gì nữa? Lúc đoạn phim chiếu tới 1 phút 12 giây đã chớp một cái. Tôi nghĩ là đã bị cắt xén. Được rồi, ra ngoài đi. Kêu Cao Cương Thần 3 phút sau vào đây. Dạ biết. Cậu ta cũng rất bình tĩnh. Hoàn toàn không có bị sắc đẹp của em thu hút. Nè, chẳng phải nói tạt nước sao, cậu làm gì vậy? Em thấy cái này cũ rồi, nên về thêm trò mới thôi. Biết dạo này cậu có tập rồi, không cần khoe khoang trước mặt tôi và nói tôi biết cậu siêng năng cỡ nào. Sao hả Thiết Nhân? Nè, sao? Thiết Nhân? Hả? Anh kêu anh 3 phút sau vô trong. Tôi? Nè, anh hỏi cậu gì hả? Không có, nè, tôi vừa bước vào, họ không nói gì hết, chỉ kêu tôi coi đoạn phim. Nên tôi coi thôi, tôi coi một hồi, tự nhiên người của sếp Dương cởi hết đồ. Mình trần như nhộng tạo dáng bên đó. Nếu như mà ngồi thêm một lát á, chắc cậu ta cởi luôn quần trong á. Không nói thì thôi, đừng phá tôi nữa mà. Tôi vào trong. Nè, em nói thật mà Thần ăn. Cậu ta cởi áo thật đó. Xin chào, chào. Tôi tên Cao Cương Thần, ngồi đi. Hai vị, ăn sáng chưa? Điểm trả dưới nhà ngon lắm à. Anh cảm thấy công ty chúng ta có gì cần cải thiện không? Hai vị muốn hỏi về nhân sự hay là vấn đề công việc gì? Tùy anh thôi. Máy uống nước, máy nóng không đủ nóng, nước lạnh không đủ lạnh. Nếu có thể thêm mấy cái máy nước ngọt, mọi người sẽ vui hơn. Có một thứ thực sự bất ổn vô cùng. Với nhà toilet nam suốt ngày nhem ướt, rất dễ trượt chân. Nhưng mà mỗi lần tôi đi xong, tôi đều lau khô lại. Được rồi, anh ra ngoài đợi đi. Gọi Lâm Kình Thảo vô đây. Tôi là Kinh Lâm Kình Thảo. Ngồi đi. Tôi muốn hỏi cô... Xin lỗi nha, trước khi anh hỏi tôi có một thắc mắc muốn hỏi anh trước. Tự nhiên. Tại sao công ty rất nhiều người, anh chỉ gặp vài người trong chúng tôi, thật ra tiêu chuẩn cho người của anh là gì? Vậy cô cho rằng lý do tôi chọn cô là gì hả? Bởi vì tôi là phụ nữ trong một tổ, chắc chắn cần có một thành viên nữ. Được rồi, cô ra ngoài đi. Sếp Dương đã có quyết định rồi. Lâm Kình Thảo, Nghiêm Vịnh Bảo, Thạch Thiết Nhân, Trương Tuấn Kiệt, 4 người có thể vào tổ. Cô đã... Cậu Bảo, cậu Kiệt kinh nghiệm non hơn tôi. Cô Thảo thì nói sốc. Bọn họ đều được, tại sao tôi không được? Tôi làm sai chuyện gì, trả lời sai chuyện gì? Câu trả lời chuẩn là cái gì? Xin lỗi nha, không có câu trả lời chuẩn. Không, nếu là anh sẽ trả lời như thế nào? Nếu là tôi sẽ hỏi ngược lại Sếp Dương. Ảnh cho công ty muốn cải cách chuyện gì? Tại sao lại chọn tôi? Bởi vì tôi là phụ nữ sao? Tại sao Sếp Dương chọn cô thì tôi không biết. Tôi chỉ biết ảnh không vì cô nói sốc nên không chọn cô. Tôi đâu có nói sốc. Tôi có nói sốc đâu. Từ công ty của ông Tưởng bước ra, sau khi quẹo trái bên phải luôn có công trường. Chú ý, sau khi lên cao tốc biến thành tuyến 3. Đèn đỏ chuyển đèn xanh. Cần thời gian 20 giây. Ngọn đèn thứ tư có rào chắn. Chân thắng cần kiểm tra. Báo cáo hết.
cô ở cô làm gì đây vậy? Cô chui dưới gầm xe của tôi làm gì? Không, tôi chạy bộ đi ngang, thấy có con mèo chui xuống gầm xe, tôi sợ nó gặp nguy hiểm cho nên muốn kéo nó ra. Rõ ràng lúc nãy nó ở trong đó mà. Chắc là đi rồi. Là mèo gì vậy? Mèo lớn hay mèo nhỏ? Lông dài lông ngắn? Lông màu gì? Hay là cô cũng không biết là màu gì? Con mèo... Nó kìa. Bây giờ đã xong chuyện, anh có thể đi rồi. Phải thay bố Thắng với lại chống sốc hơi giật, coi lại giùm. Ok, không thành vấn đề. Còn sao gì nữa? Còn cái gì cần sửa à? Hết rồi. Tranh thủ sửa giùm nha, chiều nay tôi lấy. Ok, không thành vấn đề. Cảm ơn. Thái độ gì chứ? Mới sáng sớm gì tới tôi không chào hỏi một câu nào. Có coi tôi là sếp không? Bỏ đi sếp, người đã thả ra cũng đồng nghĩa với nước đã tạt đi đó. Dành luôn người của tôi. Với lịch trình hôm nay có vấn đề gì không? Đâu không. Chuẩn bị xuất phát, chỉnh đồng hồ. Bây giờ là 9:28. Ok, xuất phát. Chà, tất cả đều gọn gàng như vậy đúng là quái lắm. Quái lắm sao? Cái này á chỉ được bề ngoài thôi, đừng để tôi coi thường. Luôn cả giai đoạn 3 tháng thử việc của anh ta cũng không có thể vượt qua. Vậy cũng phải. Hôm nay hành trình chủ yếu của ông Tưởng là tham gia một buổi đấu giá từ thiện. Chúng ta sẽ xuất phát từ nhà của ông Tưởng trực tiếp tới khách sạn. Hoạt động lần này thuộc dạng bán công khai. Chúng ta sẽ chọn cách bảo vệ cường độ cao. Khi tới khách sạn, cô Kiên, Thiết Nhân làm đội tiên phong vô động kiểm tra hoàn cảnh. Sau đó chi viện ở vòng ngoài. Tôi cùng Trung Thu số 2 phụ trách đưa ông Tưởng vào hội trường. Xin chào ông Tưởng. Chào. Buổi đấu giá của chúng tôi nửa tiếng sau sẽ bắt đầu. Khoảng thời gian này ông đi xem tác phẩm của bọn trẻ trước. Nếu ông thích bước nào, lát nữa nhớ thoải mái đấu giá. Số tiền chúng tôi quyên góp được sẽ đưa hết vào quỹ từ thiện của phòng quà nhạc. Một lần nữa cảm ơn ông. Cảm ơn. Sếp Dương đã trao đổi với bảo vệ hội trường, ngoại trừ những khách mời được mời, họ không cho người ngoài vào. Được, tiếp tục canh chừng ở vòng ngoài. Dạ đó. Cô à, cô làm gì ở đây vậy? Tôi chạy bộ đi ngang, thấy có con mèo chui xuống gầm xe. Tôi sợ nó gặp nguy hiểm cho nên muốn kéo nó ra. Có thể mang ra đấu giá chẳng phải để lấy bức đẹp hơn sao? Bức này có gì hay ho chứ? Chân thật. Nhìn tranh của trẻ em, đẹp là thứ yếu, cảm giác mới là quan trọng nhất. Bức tự họa này của nó vẽ bản thân dương nanh múa vuốt như vậy, có thể muốn biểu lộ trong lòng nó yếu đuối, muốn dùng bề ngoài đáng sợ để hù dọa kẻ xấu, bảo vệ bản thân. Có lý lắm. Đúng là có lý lắm đó. Tôi chỉ dựa vào cảm giác nghĩ gì nói đó. Tôi cảm thấy cô nói thật sự rất là hay. Đơn giản, dễ hiểu. Đỡ hơn những người được gọi là nhà bình luận nghệ thuật. Wow, ông đề cao tôi tới như vậy. Tôi chỉ học hội họa nhìn nhiều rồi có chút tâm đắc. Thật vậy sao? Cô gạt tôi thì có. Xin lỗi cô Dung, tôi muốn hỏi công ty PR nào mời cô tới vậy? Là công ty SNP. Tôi là Du Tử Trừng, có thể gọi tôi là Charlie. À, chào cô Charlie. Thật tình xin lỗi nha. Hãy tới những chỗ đông người, vệ sĩ của tôi sẽ căng thẳng dữ lắm. Tôi và cô Du không phải lần đầu gặp mặt.
Tối qua cổ chui xuống gầm xe của ông nói tìm mèo. Tôi cảm thấy có chút trùng hợp. Hôm qua là trùng hợp, nhưng hôm nay tôi cố tình tới tìm ông. Tôi biết ông sưu tầm rất nhiều danh họa, bức nào cũng là tuyệt tác. Tôi rất muốn ngắm nhìn chân tích. Thì ra là vậy thôi sao? Không biết có cơ hội đó không? Ông Tưởng à, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, hay là xong việc mới nói tiếp? Phải, ý kiến hay. Sally, bên này. Sally, cô đi đâu? Tôi đưa cô đi. Ông Tưởng à, ông còn một buổi tiệc phải dự. Không cần phiền quá, tôi tự đi được rồi. Không có gì, không có gì. Thu à? Dạ. Anh sắp xếp người đưa Sally về đi. Cũng được. Ở dưới nhà chuẩn bị, chúng tôi đang xuống. Ông có danh thiếp của tôi rồi, chuyện xem tranh rảnh rỗi mới hẹn lại đi. Cũng được. Bye bye. Bye bye. Có gì không ổn à? Không, chưa từng ngồi xe vệ sĩ tò mò thôi. Coi trong phim, trong hộp này có dấu khẩu súng đó. Chúng tôi không phải cảnh sát, không trang bị súng. Nếu có chuyện gì thì nguy hiểm lắm. Làm vệ sĩ quan trọng nhất là đánh giá rủi ro, đôi khi có chuyện mới ra tay thì quá muộn rồi. Cô vô đây cũng tò mò vì chúng tôi lắm hả?越真正爱护我，越真正爱我，越真正信任我，无论我们的爱无论我多如何以接受我，越不介意我。无奈他仍放留或者不要错，越不会放下我，越想利用我，能否去说服我？其实你无用看清楚，仍一意向着我，仍不理对错。假如可能，我到是否可以来过？